thờ phụng phù hợp, cúng kiến sính lễ không sát sanh là cân bằng phần âm. Ngày ngày giữ thân ngữ ý thiện với người với vật là cân bằng phần dương. Giữ được âm dương quân bình, lại biết mở lòng bố thí, thí tài, thí pháp, thí vô ý, thì dù sinh thần bát tự không có tài lộc, dù mệnh kém sức khỏe cũng có thể tự vun bồi phước báo. Con người bị âm dương chi phối, khó thoát khỏi số mệnh. Đầu tư vào pháp thế gian là sự đầu tư vào phiền não. Đầu tư vào Phật duyên là sự đầu tư của trí huệ. Sự tu dưỡng tâm đến một giai đoạn nhất định, trí huệ khai mở hiểu rằng đời người là giấc mộng. Đời người là ảo mộng, là những vở kịch với biết bao vai diễn. Người làm lành thì ta tán dương, người bất thiện là họ đang diễn cho ta xem, để ta tránh làm điều bất thiện như họ. Họ chửi ta, mắng ta, làm nhục ta như thế, sao gọi là giả? Vâng, tất thảy đều là giả. Giả dụ bạn đang xem phim, đang xem tivi, họ toàn là diễn viên, bạn biết rằng đó là giả. Sao bạn lại khóc? Sao bạn lại quá đỗi vui mừng? Giấc ngủ, giấc mơ, mọi người phải chăng đều như nhau? Thời gian làm việc cũng như nhau. Khi một người qua đời, tất thảy tài sản, danh lợi họ để lại cũng chỉ là vô nghĩa. Chẳng qua là nô lệ canh giữ tiền bạc cho con cháu. Đến cuối cùng, không ai thoát khỏi được vòng luân hồi trong kiếp nhân sinh này. Một niệm giác nhìn đâu cũng là Phật, đứng bên ngoài làm khán giả, làm chủ tâm trí chính mình. Một niệm mê nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm của thế gian, luôn lao vào diễn những vai người khác gán cho mình. Đời người khác nào một cuộc hành trình, dù có lưu luyến thân này đến mấy cũng đến huỳnh tuyền, giống như một chuyến du lịch, có thích nơi ấy đến nhường nào cũng sẽ rời đi. Nếu tự bây giờ không tìm lại chân tâm, không đoạn ác tu thiện, đến lúc lâm chung không kịp quay đầu, rồi đời sau đầu thai vì nghiệp quả từ đời trước, tâm thức chẳng còn lưu lại gì, ví như một chiếc nến đã cạn, được bắt lửa sang một chiếc nến khác. Thờ phụng phù hợp, cúng kiến sính lễ không sát sanh là cân bằng phần âm. Ngày ngày giữ thân ngữ ý thiện với người với vật là cân bằng phần dương. Giữ được âm dương quân bình, lại biết mở lòng bố thí, thí tài, thí pháp, thí vô ý, thì dù sinh thần bát tự không có tài lộc, dù mệnh kém sức khỏe cũng có thể tự vun bồi phước báo. Con người bị âm dương chi phối, khó thoát khỏi số mệnh. Đầu tư vào pháp thế gian là sự đầu tư vào phiền não. Đầu tư vào Phật duyên là sự đầu tư của trí huệ. Sự tu dưỡng tâm đến một giai đoạn nhất định, trí huệ khai mở hiểu rằng đời người là giấc mộng. Đời người là ảo mộng, là những vở kịch với biết bao vai diễn. Người làm lành thì ta tán dương, người bất thiện là họ đang diễn cho ta xem, để ta tránh làm điều bất thiện như họ.
họ chửi ta, mắng ta, làm nhục ta như thế, sao gọi là giả? Vâng, tất thảy đều là giả. Giả dụ bạn đang xem phim, đang xem tivi, họ toàn là diễn viên, bạn biết rằng đó là giả. Sao bạn lại khóc? Sao bạn lại quá đỗi vui mừng? Giấc ngủ, giấc mơ, mọi người phải chăng đều như nhau? Thời gian làm việc cũng như nhau. Khi một người qua đời, tất thảy tài sản, danh lợi họ để lại cũng chỉ là vô nghĩa. Chẳng qua là nô lệ canh giữ tiền bạc cho con cháu. Đến cuối cùng, không ai thoát khỏi được vòng luân hồi trong kiếp nhân sinh này. Một niệm giác nhìn đâu cũng là Phật, đứng bên ngoài làm khán giả, làm chủ tâm trí chính mình. Một niệm mê nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm của thế gian, luôn lao vào diễn những vai người khác gán cho mình. Đời người khác nào một cuộc hành trình, dù có lưu luyến thân này đến mấy cũng đến huỳnh tuyền, giống như một chuyến du lịch, có thích nơi ấy đến nhường nào cũng sẽ rời đi. Nếu tự bây giờ không tìm lại chân tâm, không đoạn ác tu thiện, đến lúc lâm chung không kịp quay đầu, rồi đời sau đầu thai vì nghiệp quả từ đời trước, tâm thức chẳng còn lưu lại gì, ví như một chiếc nến đã cạn, được bắt lửa sang một chiếc nến khác.